Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đàn tranh là một nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, cái đàn tranh vẫn tồn tại và có nhiều phát triển vượt bậc cho đến ngày hôm nay. Với tư cách là một trong những nhạc cụ sớm, góp phần làm nên bộ mặt văn hóa nghệ thuật riêng độc đáo của Việt Nam, cây đàn tranh đã có sự gắn bó khăng khít, mật thiết với đời sống tâm hồn của nhân dân ta trải qua nhiều thế kỷ. Và trong chương trình Khách mời văn nghệ sĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu với một trong những nghệ sĩ đàn tranh tài năng của Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, trưởng bộ môn đàn tranh khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Trà My và xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời giao lưu với khán giả Hưng Yên qua chương trình Khách mời văn nghệ sĩ ngày hôm nay ạ. Trà My xin gửi lời chào tới quý vị khán giả tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Trà My. Thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, nghệ sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết về con đường nghệ thuật của mình và lý do tại sao mà chị lại lựa chọn đàn tranh cho sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình được không ạ? Thật ra mình nghĩ là đến với một nghề nào nó cũng là một cái duyên. Bố mẹ mình thì không trong ngành nghệ thuật, nhưng mà từ bé khi xem tivi rất là vô tình nhìn thấy những cái dáng ngồi nghiêng nghiêng rất là đẹp của các cô chơi đàn tranh. Thế là cứ nằng nặc theo, đòi bố mẹ theo học cái đàn đấy và cũng không nghĩ là sẽ có một ngày. Lúc bé thì cũng chỉ nghĩ là làm sao cố gắng học thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ của một người học sinh thôi. Cũng không nghĩ là đến một ngày mình lại có thể trưởng thành và gắn bó với cái sự nghiệp đến bây giờ. Như vậy là những cái đam mê từ thuở nhỏ của mình thì sau đó đã được bồi đắp và phát triển như thế nào để chị đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp như hiện nay ạ? Thật ra cái hồi mình còn bé thì cái trào lưu âm nhạc thời bây giờ nó gần như là những cái nở rộ, những cái phong trào pop, rock hoặc những cái gì đó nó rất hiện đại. Chứ lúc đó bố mẹ mà đèo mình đi học với cái đàn dân tộc thật ra là hàng xóm đều thắc mắc là tại sao không con nhà nòi không gì mà lại đi lựa chọn cái đàn này. Cũng có lúc mình hơi nản, nhưng mà mình nghĩ là cho đến ngày hôm nay thì mình nghĩ đấy là một cái duyên. Thưa chị, là như chị có chia sẻ đấy, tức là bố đã đưa chị đi học từ bé về cái con đường về cái nghệ thuật truyền thống này. Vậy thì chị có thể cụ thể hơn để cho quý vị khán giả được rõ hơn là những cái chị đã trải qua những cái trường lớp và cái sự khổ luyện của chị như thế nào để có được ngày hôm nay ạ? Mình nghĩ là để thành công với bất cứ một nghề nghiệp nào, không riêng gì với những nghệ sĩ chúng tôi đâu, mà bất cứ một nghề nghiệp nào thì cũng phải có điều đầu tiên đó là lòng say mê, một cái sự đam mê. Khổ luyện thì đương nhiên rồi, không khổ luyện thì chắc là nghề nào cũng không thể thành tài được. Thì ngay từ ngày bé thì mình chỉ nghĩ rằng lúc mà bạn bè, mình nhớ là lúc mà bạn bè cứ mải chơi hoặc là theo đuổi những cái môn gì đó nó rất hiện đại, thì không hiểu làm sao cái tiếng đàn tranh nó lại rất là mình rất thích và rất quyến rũ. Mình thì mình cứ suốt ngày ôm cái đàn. Tôi còn nhớ một cái kỷ niệm cũng rất là buồn cười. Hồi đấy mình sống trong một cái khu gần như là tập thể á. Lúc đó hồi sinh viên là mới học cải lương, nghe thích kinh khủng mà tôi cũng không hiểu lại tại sao một cái con người lúc đó mình còn rất trẻ, mình chưa ý thức đâu là phải gìn giữ vốn nhạc âm nhạc dân tộc cổ truyền hoặc một cái ý thức gì đấy nó cao sang đâu. Mình chỉ nghĩ rằng những cái bài bản cải lương nó cứ thẩm thấu dần vào cái suy nghĩ của mình và mình rất thích. Hàng xóm thì cứ suốt ngày gọi tôi và là đấy là tiếng đàn ma, vì làm sao cứ 11 12 giờ đêm đợi bố mẹ đi ngủ thì bắt đầu lôi những bài vọng cổ hoặc những cái gì ra, rất là thích thưởng thức một mình. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng là một cái lý do mà tại sao mình đến bây giờ vẫn gắn bó với cây đàn tranh, có thể là một cái sự đam mê. Những đam mê từ nhỏ và đã được nuôi dưỡng bằng cả một quá trình khổ luyện để ngày hôm nay chúng ta có nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My rất là tài năng như thế này. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Và ngay sau đây sẽ là món quà đầu tiên mà nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My gửi tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được thưởng thức món quà đầu tiên của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My cùng tốp nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Thưa chị, là một trong những nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc của Việt Nam và hiện thì chị đang là trưởng bộ môn đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và chị cũng là thành viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên của dàn nhạc truyền thống Việt Nam và dàn nhạc truyền thống châu Á. Chị đã nhận được rất là nhiều giải thưởng âm nhạc của các festival uy tín trong và ngoài nước, và chị cũng đã tham gia biểu diễn ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới như là Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, vân vân. Vậy chị có thể cho quý vị khán giả được biết là đàn tranh nói riêng và các loại đàn dân tộc của Việt Nam nói chung được các nước trên thế giới đánh giá như thế nào ạ? Ra là mỗi quốc gia đều có những cái nhạc cụ dân tộc rất là riêng biệt của mình. Nhưng mà với cái đàn tranh của Việt Nam, sau những lần đi biểu diễn thì mình cảm nhận được rằng nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như những cái cây đàn tranh cùng họ châu Á khác, nhưng mà khi cái âm thanh của đàn tranh Việt Nam cất lên thì bạn bè quốc tế cũng rất là ngạc nhiên về cái âm sắc của nó. Cái đàn nó là dây sắt, thế nên âm thanh nó rất là cao trong, mà cái quan trọng để làm nên cái phần hồn của đàn tranh Việt Nam đó là cái bàn tay trái nhấn nhá, nó rất là riêng biệt. Và mình cũng sau những cái trải nghiệm qua những chuyến đi thế, mình thấy là không có giống bất cứ một nhạc cụ dân tộc nào khác trên các quốc gia khác. Và ở các quốc gia khác, khi mà công chúng được lắng nghe tiếng đàn tranh của chị thì cái cảm nhận của công chúng và cái sự đón nhận của công chúng là như thế nào ạ? Đương nhiên là họ rất là thích thú và ngạc nhiên, vì nói thật là mỗi cây đàn đều làm nên một cái bản sắc riêng, và mỗi nghệ sĩ khi chơi những cái cây đàn đó cũng gửi những cái phần hồn của chính cái người nghệ sĩ đó vào cây đàn. Thế nên mình rất tự hào. Cây đàn tranh đã có một cái chỗ đứng rất là riêng biệt trong lòng khán giả, không những là khán giả Việt Nam mà cả khán giả quốc tế. Vâng, xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình giảng dạy và biểu diễn đàn tranh thì nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My đã giành được rất nhiều huy chương cũng như là các giải thưởng tại các kỳ hội diễn, như là năm 1985 thì huy chương vàng hòa tấu tại Liên hoan nhạc cụ truyền thống toàn quốc. Năm 1992 chị đã giành huy chương bạc độc tấu đàn tranh tại Hội diễn âm nhạc dân tộc toàn quốc. Năm 1994 thì chị nhận bằng khen và kỷ niệm chương cho những đóng góp trong âm nhạc tại Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Pháp. Năm 1999 thì chị nhận giải đặc biệt cho âm nhạc hay nhất tại Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Ý, và cũng nhận giải âm nhạc hay nhất cho Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Pháp. Và năm 2006, năm 2008 và năm 2010 thì chị cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan đàn tranh châu Á tại Hàn Quốc và Đài Loan. Và năm 2011 chị lại giành giải nhất chương trình biểu diễn hay nhất của năm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. Và năm 2012 thì chị đã nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú do nhà nước trao tặng. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, là chị có thể chia sẻ thêm đôi chút về những cái thành công của mình trong hoạt động âm nhạc của mình được không ạ? Tất cả những cái sự rèn luyện, đam mê và say sưa với nghề nghiệp, mình cũng không nghĩ là đến một ngày để mình đạt được một cái kết quả hoặc một cái thành tích gì đó nó rõ ràng như bạn vừa kể. Nhưng mà mình chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ thì ai cũng có những hoài bão và đam mê, và cái lựa chọn duy nhất của mình từ ngày còn bé đó là cái đàn tranh, và mình cứ sống với cái đam mê đấy. Và đến một lúc nào đó thì chính mình cũng giật mình ngoảnh lại, mình cũng không tin là mình đã làm được những việc như vậy. Và kể cả những bước đường sau này cũng không phải còn quá trẻ để mà nói tôi sẽ phải có những mục đích này, mục đích kia, mình phải tự vạch ra. Nhưng mình nghĩ rằng hãy cứ sống trọn với đam mê, với nghề, thế là mình nghĩ đấy là thành công cho chính mình rồi. Có quá nhiều giải thưởng, quá nhiều huy chương mà Ngọc Anh nghĩ rằng là nếu như hôm nay Ngọc Anh mà không nhắc lại thì có khi chị cũng đã quên, đúng không ạ? Có rất là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái dấu mốc mà năm 2012 khi mà chị nhận được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì thực sự đó là một dấu mốc rất là quan trọng, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ một chút về cái dấu mốc quan trọng này được không ạ? Vâng, với cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú dành cho mình khi cái tuổi đời còn cũng khá trẻ, thật sự là đã làm cho mình nghĩ rằng là nó là một cái niềm vui, một cái thành quả đối với nghề nghiệp, nhưng mà cũng là một cái áp lực để mình nghĩ mình sẽ phải cống hiến, phấn đấu sao cho xứng với cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú mà nhà nước đã phong tặng. Rất là mộc mạc và đó chính là tâm huyết của những người làm âm nhạc truyền thống. Và rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú Trà My ngay sau đây. Thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, là được biết là chị đã rất nhiều lần biểu diễn cùng với các nghệ sĩ đương đại. Vậy chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại là như thế nào trong biểu diễn ạ? Những nghệ sĩ như chúng tôi thì trong suốt cái quá trình tham gia biểu diễn của mình, không những là chỉ giới thiệu các bài bản cổ, trèo Huế, cải lương truyền thống với cả các khán giả trong nước và ngoài nước, thì thật ra là khi chúng tôi cứ đi theo những lối mòn, biểu diễn theo những lối mòn như thế thì chính chúng tôi lại chán chúng tôi. Và tôi cũng cùng với những nghệ sĩ rất yêu thích những cái sự thể nghiệm âm nhạc đương đại như anh Chí Minh, anh Vũ Nhật Tân, cũng được mệnh danh là phù thủy DJ hàng đầu Việt Nam gì đó, thì chúng tôi cũng đã tự tìm đến nhau và tự làm những cái chương trình vẫn là những cái làn điệu chèo Huế, cải lương vậy, nhưng chúng tôi đã tìm tòi ra những cái lối chơi khác mà cái nền nhạc của nó là âm nhạc điện tử chẳng hạn, hoặc chỉ là có những lúc là độc thoại, một cái đàn tranh tấu lên và với cái piano, hai chúng tôi cứ ngẫu hứng với nhau, nâng đỡ những cái giai điệu truyền thống Việt Nam đó. Và chúng tôi cũng không nghĩ là những cái thử nghiệm của chúng tôi đấy lại được khán giả đón nhận rất là hào hứng. Và tôi nghĩ rằng là với bất kể nghệ sĩ nào muốn để cái cây đàn truyền thống của mình tồn tại với thời gian, tồn tại trong lòng khán giả, thì chính chúng tôi phải làm mới chúng tôi. Và chính những sự thể nghiệm, những cái sự làm mới, tự làm mới mình như vậy của các nghệ sĩ thì đã mang đến cho khán giả những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cái sự hòa quyện của âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại, đúng không ạ? Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Phạm Trà My. Và tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc với bài Tứ Đại Cảnh do nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My biểu diễn. Nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong lần giao lưu trước thì chúng ta đã được gặp gỡ giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, trưởng bộ môn đàn tranh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ giao lưu với một trong những nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc của Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Trà My rất vui được trở lại giao lưu với khán giả tại trường quay và khán giả xem truyền hình. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My đã nhận lời mời giao lưu với khán giả qua chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa nghệ sĩ là giảng viên đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đồng thời cũng là thạc sĩ đàn tranh, hiện đang là nghiên cứu sinh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên dàn nhạc truyền thống Việt Nam, thành viên dàn nhạc truyền thống châu Á. Và với nhiều công việc như vậy thì có khi nào mà nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My cảm thấy mình bị mệt mỏi không ạ? Câu hỏi của bạn tưởng là dễ nhưng cũng rất là khó. Không biết là mình say với nghề quá hay là mình cũng ham công tiếc việc quá. Thật ra là cứ được nghỉ thì mới cảm thấy mệt mỏi. Còn không là cứ theo cái guồng, hết dậy rồi biểu diễn, rồi con cái. Và mình nghĩ đấy là một cái hạnh phúc. Vâng. Có những cái thời điểm mà chị bị cuốn vào guồng công việc như vậy thì có thể nói là chị dành cho âm nhạc bao nhiêu tiếng một ngày? Thật ra với cái nghề của mình không phải là như một cái bạn học sinh, sinh viên là phải ngày nào cũng phải mang đàn ra tập. Bố mẹ quy định cho bao nhiêu tiếng một ngày. Mình chơi đàn hoàn toàn theo ngẫu hứng. Có thể có hôm mà mệt mỏi thì cũng chẳng chẳng giờ đến đàn đâu. Nhưng mà cũng có lúc là phải gặp phải những cái chương trình lớn hoặc là quá bận bịu với những cái nhiều cái dự án, thì lúc đấy là cái thời lượng nó không thể tính được nữa. Thì mình nghĩ là với một cái người nghệ sĩ thì cái việc mà để tập đàn tính bằng thời gian thì mình nghĩ nó hơi cứng nhắc, nên mình cứ làm việc theo một cái cảm xúc và một cái rất là bản năng. Và tất nhiên là cũng sẽ có những thời điểm mà mình cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Như chị nói là khi nào mà mình nghỉ ngơi thì mình lại cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì trong những cái lúc mệt mỏi và khó khăn như vậy thì đâu là cái nguồn động lực và cổ vũ để chị lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cái công việc của mình ạ? Thật ra là mình cũng chia sẻ thật luôn với bạn và khán giả, cái công việc của mình rất là bận biểu diễn tối ngày, xong nhưng bên cạnh đó mình cũng có những cái niềm vui khác, ví dụ như trong công việc giảng dạy rất đông học sinh ở trường, rồi lại cả những em bé tí cũng rất nhiều, cũng rất mừng. Một tín hiệu rất mừng là học sinh đến với đàn tranh không phải chỉ chuyên nghiệp đâu, mà cả các bạn nghiệp dư chỉ muốn chơi những cái vài bài dân ca thôi. Bây giờ các bạn cũng rất là yêu thích những cái giai điệu của đàn tranh. Thế nên thật sự ra là chẳng có lúc nào được rảnh nữa. Như là Ngọc Anh có hỏi đấy, là tức là cái nguồn động viên, nguồn cổ vũ của chị thì trong những cái lúc mệt mỏi đó thì như thế nào? Gia đình, bạn bè, người thân hay là có những cái nguồn động viên nào khác? Tất nhiên là với phụ nữ thì bây giờ cái công việc, sự nghiệp nó cũng và gia đình, thật ra là để muốn có được một cái hạnh phúc trọn vẹn là cũng phải 50-50. Con mình, hai bạn trai mình, cũng một bạn theo nghệ thuật, bạn chơi piano. Thế nên là ngoài những cái thời gian mà mẹ con không gặp nhau thì ở nhà thì cũng là mẹ mà mệt thì con lại lấy đàn ra chơi cho mẹ nghe. Thì mình nghĩ cũng đấy là một cái động lực và một cái hạnh phúc của người phụ nữ. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là giảng viên mà chị còn tham gia rất là nhiều vai trò khác nhau trong công việc nghệ thuật. Có thể nói là nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My là một người phụ nữ rất là giỏi giang. Thưa quý vị và các bạn, và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My sẽ gửi tới quý vị tác phẩm Giang Xuân do tác giả Phương Bảo sáng tác và Trường Tương Tư, nhạc tài tử cải lương. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được thưởng thức món quà đầu tiên mà nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My gửi tới quý vị và các bạn. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My ạ. Thưa nghệ sĩ, là sau khi đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012 thì đến năm 2014 chị lại tiếp tục gặt hái thành công, đó là nhận bằng khen sứ giả hòa bình do Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng. Và năm 2015 thì chị là thành viên của nhóm nhạc đương đại. Đến năm 2017 thì chị lại đoạt huy chương vàng cuộc thi hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp toàn quốc. Vậy thì chị có thể chia sẻ gì về những kết quả mà chị đã nhận được ạ? Vâng, năm 2014 mình cũng có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời người nghệ sĩ. Đó là một tháng lưu diễn bên Mỹ. Trong chuyến lưu diễn một tháng này, cái nhóm nhạc của mình là nhóm nhạc tứ tấu của Chí Minh, và nhóm nhạc có 4 người. Chúng mình đã có cơ hội được lưu diễn một tháng qua 7 thành phố trên đất Mỹ. Và cũng rất là ngạc nhiên, lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam đến với những cái festival lớn như vậy, và cũng được các bạn bè thế giới, không những chỉ là các bạn Mỹ đâu, mà rất nhiều các bạn đến từ các quốc gia khác cũng rất là chào đón cái nhóm nhạc của bọn mình. Cũng có thể là cái hình thức âm nhạc của lúc đấy là chúng mình chơi theo cái âm nhạc thể nghiệm, âm nhạc đương đại, vẫn có những cái cũ đó của âm nhạc Việt Nam trên những cái nền nhạc và những cái âm thanh điện tử, những cái trống phách. Có thể là với khi các cụ mình mà nhìn thấy thì bảo bọn mình đang rất là phá, có những cái gì để ngẫu hứng và rất phá phách. Nhưng mà thật ra là với cái sự thay đổi của xã hội bây giờ thì mình nghĩ không chỉ thay đổi về một cái phạm trù gì đó nhất định trong xã hội, mà mình nghĩ kể cả nghệ thuật cũng sẽ có ít nhiều thay đổi, và âm nhạc cũng không nằm trong cái ngoài cái phạm trù đó. Và như Ngọc Anh có nhớ là trong lần giao lưu trước thì chị có nói đó chính là cái sự tự làm mới mình của người nghệ sĩ, đúng không ạ? Và công chúng cũng rất là đón nhận những cái điều mới mẻ như thế trong âm nhạc, để tạo cho công chúng có được những cái trải nghiệm rất là thú vị, đúng không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Và chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My qua phần biểu diễn ngay sau đây. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My ạ, là nghệ sĩ đã xuất bản CD độc tấu đàn tranh cầm khúc. Đĩa CD này của chị thì cũng đã nhận được nhiều khen ngợi không chỉ của đồng nghiệp trong nước mà còn của cả bạn bè quốc tế. Vậy thì chị có thể nói gì về sản phẩm âm nhạc cầm khúc của mình ạ? Thật ra với CD cầm khúc, mình cũng ấp ủ rất nhiều cái suy nghĩ ở những tác phẩm trong CD này. Đây không phải chỉ là những cái bài bản đặc thù riêng của một phong cách âm nhạc nào đó, phong cách chèo, cũng có những bạn ra CD chỉ những bài bản chèo hoặc chỉ những bài bản cải lương chẳng hạn. Còn với cái CD cầm khúc này, mình lại muốn là vẫn có cả chèo, mình hơi tha một chút, vẫn có cả chèo Huế cải lương trong đó để bất kỳ một người khán giả nào, kể cả không phải là người Việt Nam, mình cũng có thể giới thiệu qua cho họ một cái góc nhìn về âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Và ngoài ra trong cái CD này vẫn có những cái tác phẩm, ví dụ như Sang Xuân là được phối khí đàn nhạc cụ dân tộc với những cây nhạc cụ cổ điển như violon, cello. Mình muốn thay đổi cái tai nghe âm nhạc của khán giả, vì không chỉ nghĩ rằng là những cái cây nhạc cụ dân tộc chỉ có thể phối khí được với cây nhạc cụ dân tộc khác, nó vẫn có thể đi được với những cái dàn nhạc bán cổ điển, hoặc là với những cái tác phẩm hiện đại hơn như Sông Hương thì mình lại đưa cái nền âm nhạc điện tử organ vào trong đó. Thì khi nghe những cái tác phẩm này thì mình mong muốn của mình là thứ nhất là những cái tác phẩm đó rất gần với cái chương trình giảng dạy mà mình đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nó cũng là một cái có thể nói là một cái bài bản mẫu để các em khi vừa học vừa nghe những cái bài trong tác phẩm của cô đàn thì cũng là một cái góc để các em có thể tham khảo và học tập trực tiếp. Mình nghĩ cái CD của mình nó sẽ có nhiều cái thông điệp như vậy. Với những chia sẻ vừa rồi thì Ngọc Oanh đã hiểu là tại sao CD cầm khúc của chị đã được khán giả đón nhận một cách rất là nhiệt tình như vậy rồi ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My, là chị có đánh giá như thế nào về chương trình giảng dạy bộ môn đàn tranh hiện nay, và chị có cái lời khuyên nào dành cho các bạn mà yêu thích âm nhạc truyền thống và đặc biệt là yêu thích cái đàn tranh ạ? Vâng, là người trực tiếp giảng dạy bộ môn đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì tôi nghĩ là cái chương trình, hệ thống chương trình mà học viện đang đưa vào để giảng dạy cho các em nó rất là phong phú. Phong phú ở đây có nghĩa là khi một sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là các em hoàn toàn có thể chơi, nắm bắt được những cái thần thái của phần hồn của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, chèo, Huế, cải lương, chúng tôi đều có những bài bản đưa vào trong chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, khi đã thẩm thấu được những vốn âm nhạc cổ truyền nhất định trong mỗi sinh viên thì lại có những cái tác phẩm để các em luyện ngón, để nâng cái tầm kỹ thuật biểu diễn lên, để có thể sau này cũng khi tốt nghiệp các em hoàn toàn có thể về đoàn để có thể tham gia như một cái nhạc công, ví dụ trong nhà hát chèo chẳng hạn, hoặc là các em hoàn toàn có thể đứng riêng để làm những nghệ sĩ solist, biểu diễn độc tấu. Thì tôi nghĩ rằng là cái lời khuyên cho các em thì qua những cái gì mà mình đã trải nghiệm thì tôi chỉ biết khuyên các em rằng hãy sống thật tốt với những đam mê và những cái cơ hội của tuổi trẻ, vì biết đâu đấy sau này không phải chỉ giống tôi mà các em còn sẽ tiến xa hơn cô giáo của mình. Thì đấy cũng là một cái những người giảng viên như chúng tôi đặt những cái niềm tin rất lớn vào cái thế hệ học trò sau này của mình. Rất là cảm ơn những chia sẻ đầy tâm huyết vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My là một trong những nghệ sĩ đàn tranh rất xuất sắc của Việt Nam. Và với cái đàn tranh cùng với tốp nhạc thì nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My đã gửi tới quý vị và các bạn những bản nhạc rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Trà My đã gặp gỡ giao lưu với khán giả Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và xin chúc chị có nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.